Xin chào tất cả các bạn, mình là Ninh Giang đến từ Be Happy Zen Team. Hiện tại trong team của mình đang có khoảng 100 thành viên. Và đây là sản phẩm Coffee Nut Detox mới được đưa vào hệ thống của Be Happy. Thì thực sự mình rất là bất ngờ về độ bùng nổ của sản phẩm này. Khi mà mới đưa vào hệ thống thôi, nhưng mà cả khách hàng và tất cả các đại lý đều rất là hào hứng để lan tỏa sản phẩm này. Bởi vì thực sự là nó là sự kết hợp giữa cà phê và các loại hạt. Và đây là một giải pháp rất là tiện lợi, tinh tế cho một bữa sáng dinh dưỡng và tỉnh táo cho dân văn phòng. Hiện tại các đại lý cũng như là chi nhánh của mình đang đạt được rất là nhiều doanh số cũng như là những lợi nhuận tốt từ sản phẩm này. Và hy vọng đây là một cái sản phẩm mà sẽ cùng với các sản phẩm khác của Be Happy sẽ lan tỏa lối sống xanh cho thị trường.